Sử dụng ChatGPT để tóm tắt video YouTube. Tóm tắt YouTube với ChatGPT là một tiện ích mở rộng miễn phí của Chrome cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào phần tóm tắt các video YouTube mà bạn đang xem bằng công nghệ ChatGPT AI của OpenAI. Sử dụng tiện ích mở rộng này để tiết kiệm thời gian và học nhanh hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng xem và truy cập phần tóm tắt của video bằng cách nhấp vào các nút tóm tắt trên hình thu nhỏ của video trong khi duyệt video trên YouTube. Truyền hình chúng ta còn thấy một cái chức danh được gọi là những người biên tập. Vậy bản chất của những người biên tập là những người tư duy mà họ là đang biên tập các cái nội dung ở một kênh truyền hình, ở một cái đài truyền hình hay là một cái chương trình truyền hình nào đó, thì vai trò của những người biên tập thì họ là những cái người mà có thể ngồi ở nhà để biên tập các cái tin tức của các đồng nghiệp đưa về